Xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh radio Đồng Ca Nhỏ. Và ngày hôm nay cũng là một cái chương trình giới thiệu đặc biệt. Đức Tiến xin phép gửi đến tất cả mọi người tác giả mà Đức Tiến được biết khi những ngày tháng đầu dịch. Thì Tiến đi xuống Cần Thơ và làm quán ở đó thì mới đầu mới tái ngộ cùng anh, đó chính là nhạc sĩ Phạm Phú Hào. Anh sống tại Cần Thơ và hiện tại thì nhạc sĩ Phạm Phú Hào cũng có một cái quán cà phê đã làm 10 năm. Hồi trước khi mà Tiến xuống đó thì cái quán cà phê gần như là không có lối đi, cách đây khoảng 10 năm thì gần như không có lối đi, thì phải men theo một cái con kênh nhỏ và bắt đầu mới đi vào được. Thì lúc đó quán vẫn còn lẩn khuất trong cái bờ kênh, nó vẫn còn miền quê, nó vẫn còn một chút gì đó của cái sông nước. Thì bây giờ thì mọi thứ đã khác, đường trải nhựa và cái view rất là đẹp. Cái quán của anh nằm hình như là ở cầu Nhị Kiều quẹo qua. Kính thưa mọi người, là nhạc sĩ Phạm Phú Hào, anh năm nay cũng có tuổi và hiện tại thì anh sống cũng nhẹ nhàng với cái đời sông nước, với cái dư vị của một cái người nghệ sĩ tự do. Anh có nhiều học trò thì là những cái ca viên rất là thích hát. Thì tôi xuống và Cần Thơ và kết nối với anh Phạm Phú Hào cùng với lại như anh Tính ở quán cà phê Tea Coffee, thì có làm những cái chương trình tên là Bạn Miền Tây, và cũng có đi diễn ở Cà Mau, rồi đi diễn ở một số nơi và những cái quán của tôi ở dưới đó. Thì dịch quá cho nên thành ra tôi trở lại Sài Gòn. Thì cũng xin thưa chuyện với tất cả mọi người là anh Phạm Phú Hào đã viết nhạc và chơi nhạc trước những năm 75 sau biến cố của đất nước. Thì anh không còn hoạt động âm nhạc nhiều, nhưng cũng có giai đoạn sau năm 75 anh hoạt động trong nhà văn hóa lao động thì phải. Nếu mà không đúng chi tiết thì cái gì anh Hào bỏ qua. Với được ngay từ chính anh kể là anh cũng xuất thân từ trong một cái gia đình cũng có danh thế, bên cũng là bên nhánh cháu nội của ông Cả Đài, là một nhân vật mà theo Tiến biết là trong lịch sử Cần Thơ Tây Đô là ông Cả Đài cũng là một trong những người rất nổi tiếng ở cái dòng họ của ông. Thì cái đó là câu chuyện lịch sử, Đức Tiến không dám làm bàn thêm, chỉ là biết những thông tin như vậy để chia sẻ với tất cả mọi người. Cái ca khúc ngày hôm nay mà Đức Tiến gửi đến tất cả mọi người đó chính là một trong những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Phú Hào. Ca khúc này được phổ thơ của thi sĩ Du Tử Lê. Ca khúc có tựa đề là Em Có Buồn Riêng Đôi Sớm Mai. Đây là một ca khúc với thể điệu pop rock nhẹ nhàng, đúng tinh thần của dòng nhạc những năm 80 và 90. Thì Đức Tiến đã hát ca khúc này và trình bày ca khúc này, và ngày hôm nay đã thu lại và mix lại với phần hòa âm của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Hy vọng rằng với sự trình bày này sẽ đủ chia sẻ với tất cả mọi người trong cái việc giới thiệu tác giả tác phẩm, cũng như là giới thiệu một nhân vật cũng đã hoạt động âm nhạc và sống lặng thầm và sống tự do nghệ thuật của mình, không câu nệ cái rào cản nào hết trong cuộc sống nghệ thuật của mình. Đó chính là nhạc sĩ Phạm Phú Hào, một tinh thần rất là Cần Thơ, và anh vẫn bán quán cà phê và vẫn hướng dẫn học trò tại quán cà phê của mình. Và có dịp thì mọi người cứ đến liên hệ qua Tiến và mọi người xuống dưới đó chơi. Thì bây giờ không để cho mọi người đợi lâu, xin mời mọi người đến với ca khúc Em Có Buồn Riêng Đôi Sớm Mai, thơ Du Tử Lê, nhạc Phạm Phú Hào, trình bày Đức Tiến và phần hòa âm của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời mọi người cùng thưởng thức. Thank you.
buồn riêng đôi sớm mai. Con đường có những đoạn chia phôi, ngọn cây có những thời giông bão. Ta có nghìn năm đợi một người. Em giấu bàn tay trong tóc mây, những ngày mưa giấu nắng ở trên cây. Đàn chim giấu những mùa di trú, ta giấu hờn ghen góc trái này. Ta tiếc màu xanh vàng úa sớm, bông hồng tiếc thuở nụ đang non. Những con bướm kia hơi trong kén, ta tiếc thiên đàng sớm lâm xong. Ai biết trần gian có thuở nào, núi sơn ai dựng giữa chim bao. Dung nhan ai lạnh trong chiều ấm, ta thấy ta trong lối tuyệt mù. Xanh vàng úa sớm, bông hồng tiếc thuở nụ đang non. Những con bướm kia hơi trong kén, ta tiếc thiên đàng sớm lâm xong. Ai biết trần gian có thuở nào, sơn ai dựng giữa chim bao. Dung nhan ai lạnh trong chiều ấm, ta thấy ta trong lối tuyệt mù. Dung nhan ai lạnh trong chiều ấm, ta thấy ta trong lối. Thank you.